hình ảnh vụ tai nạn giao thông này được chia sẻ trên trang mạng cho thấy sau tai nạn người phụ nữ không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng tuy nhiên bình luận của cộng đồng mạng đã bày tỏ phẫn nộ lên án tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy không dừng xe giúp đỡ người gặp nạn Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 100-2019-NDCP, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn với hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong hoặc ngoài đô thị, lái xe máy sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng.